Ô, đến à? Nhanh không muộn giờ làm bây giờ. Bạn ăn mặc cái kiểu gì thế này? Vừa mới từ cống tôi lên để hòa nhập cộng đồng à? Bạn hâm à? Đây người ta gọi là phong cách gì chô, vintage. Không chả biết gì về thể trang cả. Thôi thôi, bỏ ngay phong cách băng chủ đi nhá. Về thay ngay quần áo đi cho tôi nhờ nhé lên. Thay cái gì? Sắp muộn giờ làm rồi. Mà này tôi nghe nhá, có một cái bạn nữ mới đến đấy. Bây giờ mà mình đi muộn ấy, nhục lắm. Mà tôi cố tình ăn mặc như thế này cho nó có phong cách riêng đấy. Thế thôi, bạn đi trước đi nhá. Đi cạnh bạn tôi xấu hổ lắm. Không thì đợi tôi về tôi lấy cái mò tôi che mặt đấy. Đúng là tượng béo, chả biết gì thể trạng. Đấy. Đúng là bạn không ngại thì người đi cùng bạn sẽ ngại mà. Anh Tú ơi, anh Tú, dừng lại em bảo này. Cái gì đấy, sao đấy em? Này, thấy quần áo anh mặc đẹp quá nên là muốn hỏi chỗ mua cho tượng à? Dạ không, đây này. Cái gì đấy? Anh còn nhớ cái link mà hôm qua đến công trường của mình không? Ừ, sao, sao? Nhớ, nhớ. Em ấy gửi cho anh một ít đồ. Hôm nay anh không đi làm, thế là nhờ em cầm hộ đưa cho anh đấy. Ủa thế à? Ủa thế xin nhá, trời. Quý hóa quá thì cảm ơn em nhá. Thôi, em đi trước đây. Ừ. À, mới bên trong có thiệp rồi đấy, anh nhớ đọc nhá. À, nó còn có cả thiệp nữa. Ừ, anh cảm ơn nhá. Đấy, thay đổi phong cách ăn mặc cái này có người khoái liền. Đâu xem nào. Một bằng thứ đấy. Hay bang chủ bỏ môn phái nhỉ? Mà tôi tưởng giờ này phải đang đi bán kem chứ. Mèo quan hôm nay không muốn đi làm, không muốn đi làm, không muốn đi làm. Hả? Mèo biết cái gì ở đây? Mà thôi bạn đừng có hỏi tôi cái gì nữa. Đây này, cầm lấy mà đi nấu cái gì ngon ngon mà ăn nhá. Đừng có hỏi tôi bất kỳ một cái gì nữa, tôi đang mệt mỏi lắm nhá. Nấu xong nhớ gọi. Mèo con cái gì? Mèo này bạn đừng có gọi thế nữa nha. Thấy gớm rồi. Dậy đi, dậy đi. Tôi cho bạn cái này này. Cái gì? Thì cứ dậy đi. Tôi có bất ngờ này dành cho bạn nhá. Đâu? Bạn nhắm mắt vào đi. Cứ làm cái gì? Thì cứ nhắm mắt vào đi. À. Không được tùy ý đấy nhá. Ừ. Đâu? Đợi đi. Lâu thế. Hello anh, em có ít đồ sạch ở nhà, anh cầm về nấu món gì ngon ngon ăn cho chất nhé. Nghe quen nhỉ. Đúng là không thể đánh giá ai qua vẻ bề ngoài. Cái này thứ mình mà. Này, đưa đây nào. Ơ. Từ từ, đang còn tiếp, cứ ngồi đấy nhé. Anh ở bên ngoài trông có vẻ hơi ngon nghen. À, cũng đúng. Nhưng tâm anh rất tốt. Đúng đấy. Ngày đầu tiên đi làm đã giúp đỡ em nhiều. À, có ít quần áo cũ của chồng em, anh lấy mặc xem vừa không nhé. Dù hoàn cảnh thế nào, anh cũng phải vượt lên anh ạ. Em Linh. Ai cho bạn đi đọc thư của tôi hả? Nhớ đấy. Rồi à, này này này. Cái thịt chiên xù với lại rau muống mỡ kim chi không ăn à? Thí lắm.
Không ăn thôi để tôi mình tôi ăn cũng được. Này, tính ra phải có vài cái cú hích như này ấy thì bạn mới tỉnh ra được. Tôi nói thì cấm bao giờ có nghe. Thì ai biết đâu, tưởng thế là ngầu. Ngầu cái gì? Muốn có phong cách riêng ấy thì phải tìm cái gì phù hợp với bản thân chứ. Mà đã làm gì ấy thì bạn cũng phải chịu đầu tư một ít thời gian mà tìm hiểu chứ. Như bạn là thảm họa thời trang, không đẹp trai xin hãy bình thường nhá. Sao đẹp trai người người thế này mà chê à hả? Chẳng qua là chưa tìm hiểu kỹ nên nó mới thành ra như vậy thôi. Mà thôi, chắc mai tôi xin nghỉ việc, mặt mũi nào mà gặp Linh như trộm cho khổ lắm. Bạn bỏ ngay cái thời trang bạn chủ của bạn đi là được rồi, còn với Linh ấy giải thích sau là được. Ừ, ăn đi. Thế chứ.